Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Sau đây là bản tin của ngày hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2024. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. 18 thi thể thối rữa ở trong nhà quan ở Georgia, chủ nhân đã bị bắt. Chủ nhân một nhà tang lễ ở Georgia đã bị bắt vào hôm Chủ nhật 27 tháng 10 và bị buộc hàng chục tội danh sau khi nhà chức trách phát giác ra 18 thi thể trương sình ở nơi đó. Cơ quan điều tra của George CBI bắt giữ Chris Johnson, 39 tuổi. Cuộc điều tra khởi đi từ lệnh trục xuất vào hôm thứ Bảy. Cảnh sát quận Coffee nhận thi hành án lệnh trục xuất nhà quan và dịch vụ hỏa táng Johnson Funeral and Cremation Services tọa lạc ở US Highway 441 South. Khi tới nơi, cảnh sát tìm thấy 18 thi thể phân hủy ở nhiều cấp độ khác nhau ở trong tủ lạnh. Do đó, cảnh sát gọi cơ quan điều tra tiểu bang GBI vào cuộc. Johnson bị buộc 17 tội bỏ bê xác chết, trong đó có thi hài của trẻ em. Một thi hài còn mới chưa bị phân hủy nên không tính trong số các tội danh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy xác của một con chó và một con mèo. Từ nhiều tháng nay, Johnson đã đi tìm một địa điểm mới để rời nhà quan qua đó, nhưng chưa có chỗ thì chủ đất xin được án lệnh trục xuất nhà quan. Johnson từng tranh cử vào chức vụ giám đốc giảo nghiệm tử thi hồi tháng 5, nhưng không thành công. GBI cho biết sẽ còn thêm nhiều tội danh nữa dành cho nghi can Johnson. Ai có thêm tin tức về vụ bỏ bê nhà quan có thể trình báo cho văn phòng GBI ở Douglas 912-389-4103. Một cụ bà 98 tuổi, 10 năm không ốm đau nhờ một bí quyết đơn giản: một nhiều một ít và ăn đủ 5 màu. Cùng với sự lão hóa thì càng về già con người càng dễ ốm đau, mắc nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, ăn uống lành mạnh có thể làm giảm bớt nguy cơ này. Cụ bà 98 tuổi họ Từ ở Đài Loan là một minh chứng sống cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh tác động nhiều tới sức khỏe và tuổi thọ. Bà nổi tiếng ở trong vùng vì tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn và mạnh khỏe. Suốt 10 năm chưa từng đau ốm, đi bác sĩ luôn khiến các y bác sĩ phải bất ngờ. Cho tới năm 2020 thì bà lần đầu tiên đổ bệnh sau 10 năm là mắc Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế địa phương cho biết bà chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục rất nhanh. Hiện tại bà cũng rất mạnh khỏe, thậm chí ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Khi được báo chí phỏng vấn, bà Từ chia sẻ rằng bí quyết của mình rất đơn giản nhưng cần lặp lại như một câu thần chú, đó là một nhiều một ít và ăn đủ 5 màu. Khi biết được sự thật đằng sau bí quyết ăn uống một nhiều một ít ăn đủ 5 màu của bà Từ thì ai cũng bất ngờ vì nó chẳng hề lạ lẫm hay là phức tạp gì cả. Một nhiều ở đây là ăn nhiều rau, một ít là ăn ít thịt, còn ăn đủ 5 màu tức là ăn đa dạng các loại rau củ quả khác nhau trong chế độ ăn uống hàng ngày. Bởi vì bà Từ hiểu rằng ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe cũng như gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Bà chỉ ăn khoảng từ 30 đến 40 gram thịt mỗi ngày và ưu tiên cho thịt nạc, chế biến có ít dầu mỡ. Trong khi đó thì bà ăn rất nhiều rau củ, ăn thêm trái cây và chú trọng vào sự đa dạng của màu sắc. 5 màu sắc rau quả này là màu đỏ, xanh, vàng, trắng, đen hoặc tím. Đây cũng là cách mà bà Từ bổ sung protein thực vật cùng với các loại vitamin cần thiết. Nhận xét về chế độ ăn uống của bà Từ thì chuyên gia dinh dưỡng Hu Pi Fan, Bệnh viện Trang Hua thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan chia sẻ: đây là thói quen ăn uống tốt, một bài học quý báu để chúng ta, nhất là những người mà trẻ tuổi, học theo. Trong xã hội hiện đại thì nhiều người có xu hướng tiêu thụ quá ít rau quả, dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng quan trọng. Trong khi lại ăn quá nhiều thịt và chất béo nên còn trẻ đã có thể hay ốm đau hoặc là mắc bệnh nghiêm trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ. Theo ông thì chế độ ăn quá nhiều thịt gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như là bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số loại ung thư. Đồng thời, dựa theo tuổi tác càng tăng thì hệ tiêu hóa lại càng kém. Ăn nhiều thịt lại gây áp lực cho hệ tiêu hóa và tăng gánh nặng cho gan và thận. Chế độ ăn nhiều rau củ đã tốt nhưng sẽ càng tốt hơn nếu hướng tới sự đa dạng, bởi vì nó không chỉ tăng hương vị cho bữa ăn
cung cấp đa dạng đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và còn mang lại nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể. Mỗi màu sắc của rau củ tương ứng với những loại dưỡng chất khác nhau, chất chống oxy hóa khác nhau, và điều này giúp chúng ta khỏe hơn, trẻ lâu hơn và sống thọ hơn, ông nói. Bác sĩ Wu cũng đưa ra những chỉ dẫn cơ bản về chế độ ăn đủ 5 màu đối với rau củ quả. Đó là màu đỏ của cà chua, của ớt đỏ, của dâu tây. Chúng chứa lycopene và anthocyanin giúp chống oxy hóa và giảm nguy cơ ung thư. Màu cam vàng của cà rốt, đu đủ, xoài. Chúng giàu bicarotene và flavonoid giúp tăng cường miễn dịch. Màu xanh lá cây của rau cải, bông cải xanh. Chúng chứa lutein, catechin, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tật. Màu trắng của hành tây, của cải trắng. Chúng chứa allicin, giúp chống viêm và giảm nguy cơ ung thư. Màu tím hay là màu đen, như là quả nho, quả dâu tằm, quả việt quất. Chúng giàu anthocyanin, giúp chống viêm và ngăn ngừa bệnh mãn tính. Thùng phiếu Portland, Vancouver cháy, hàng trăm lá phiếu đã bị thiêu rụi. Sáng sớm hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 10, hai thùng phiếu, một ở Vancouver, tiểu bang Washington, và một ở Portland, Oregon, đã bị đốt cháy. Thùng phiếu Vancouver thiệt hại nặng hơn, tiêu hủy hàng trăm lá phiếu bầu. Cơ quan điều tra liên bang FBI đã vào cuộc. Đài truyền hình KATU có mặt tại trạm giao thông Fisher Landing Transit Center ở Vancouver sau 4 giờ sáng và chứng kiến khói bốc lên dày đặc từ bên trong một thùng tiếp nhận phiếu bầu. Thùng phiếu được đặt tại trạm giao thông, địa chỉ số 3510 South East 162 Second Avenue. Nhiều đơn vị cảnh sát đã có mặt và phong tỏa khu vực quanh thùng phiếu. Khoảng 6 giờ sáng, KATU chiếu hình ảnh những sấp phiếu bầu còn bốc khói, vẫn cháy âm ỉ, được lính cứu hỏa lôi ra từ thùng phiếu, dù rằng đám cháy đã được dập tắt. Thanh tra bầu cử quận Clark nói với KATU rằng lần chót nhân viên thu phiếu bầu từ địa điểm xảy ra hỏa hoạn là lúc 11 giờ sáng thứ Bảy. Sau đó đã có hàng trăm lá phiếu được bỏ vào bên trong thùng và giới chức cho biết có thể chỉ cứu vãn được vài lá phiếu. Cử tri nào bỏ phiếu bầu vào thùng tại địa điểm nêu trên sau 11 giờ sáng thứ Bảy cần liên lạc ngay với văn phòng bầu cử Clark County Election Auditor's Office để nhận phiếu bầu mới ngay lập tức. Cảnh sát Vancouver cho hay một dụng cụ mồi lửa được châm ngòi rồi thả vào bên trong thùng phiếu gây ra hỏa hoạn. Trước đó vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng, một thùng phiếu ở Portland thuộc tiểu bang Oregon lân cận cũng đã bị phóng hỏa bằng cách thức tương tự ở dãy số 1000 đường South East Morrison Street. Cảnh sát Portland nhanh chóng dập tắt lửa, chỉ có 3 lá phiếu bị hư hại. Dựa theo chi tiết ghi nhận được trên phong bì phiếu bầu, giới chức bầu cử sẽ liên lạc với 3 cử tri bị ảnh hưởng để gửi cho họ phiếu bầu mới. Giới chức quận Monomath cho hay ở bên trong thùng phiếu có dụng cụ chống cháy để bảo vệ lá phiếu. Cử tri nào nộp phiếu bầu vào thùng tại địa điểm trên từ 3 giờ 30 phút chiều thứ Bảy cho đến 3 giờ sáng thứ Hai lo ngại phiếu bầu của mình bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn có thể liên lạc với văn phòng bầu cử quận Monomath 503-988-6826. Bước lùi để chụp hình đã trúng cánh quạt của máy bay ở Kansas. Một phụ nữ chết. Một phụ nữ đã mất mạng sau khi sơ ý lùi bước vào một cánh quạt máy bay đang quay trong lúc chụp hình ở một bãi đáp phi cơ vào chiều hôm thứ Bảy, 26 tháng 10 tại Wichita. Phụ nữ xấu số được nhận dạng có tên là Amanda Gallagher, 37 tuổi. Theo sở cảnh sát quận Sedgwick, khoảng 2 giờ 30 phút chiều, Gallagher đang chụp hình ở trong phi trường Cook Airfield ở Derby, nơi người ta lên xuống máy bay sau khi chơi môn nhảy dù do công ty Air Capital Group John quản lý. Không may bà đã lùi chúng vào một cánh quạt máy bay đang chạy. Gallagher đã ngã lăn ra bất tỉnh. Lực lượng cấp cứu đưa bà vào bệnh viện địa phương với thương thế vô cùng nguy kịch. Bà đã qua đời sau đó. Air Capital Group John là công ty chuyên về môn nhảy dù bay lượn có trụ sở ở Kansas. Gallagher vừa bay chung một chuyến nhảy dù để quan sát và chụp hình. Công ty tường thuật rằng sau khi máy bay đáp, mọi người đi xuống cho nhóm khác lên, thì Gallagher không rõ vì lý do gì lại tiến ra phía trước cánh của máy bay.
vốn là một vi phạm căn bản về an toàn. Rồi bà lùi lại vài bước thì chúng phải cánh quạt đang quay. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc nhưng xem đó như là một tai nạn. Sai lầm tai hại khi sử dụng nồi chiên không dầu có thể dẫn tới ngộ độc. Nồi chiên không dầu là một sản phẩm được ưa chuộng trong các gia đình trong những năm gần đây. Tuy nhiên sử dụng thiết bị này không đúng cách có thể dẫn tới ngộ độc. Chuyên gia dinh dưỡng người Anh là Nicola Superbook giải thích nồi chiên không dầu là thiết bị nấu ăn bằng cách luân chuyển không khí nóng ở xung quanh thực phẩm. Nhờ đó lớp vỏ ngoài của món ăn giòn, giảm lượng chất béo, tiện lợi khi chế biến khoai tây chiên và gà rán. Tuy nhiên khi sử dụng nồi chiên không dầu, người nội trợ phải nhớ đến những quy tắc căn bản để tránh ngộ độc thực phẩm. Vietnammed dẫn thông tin trên Mirror, một sai lầm phổ biến có thể dẫn đến bệnh tật là không vệ sinh nồi chiên không dầu giữa các lần sử dụng. Đây là thói quen nguy hiểm với sức khỏe. Ví dụ như nếu bạn nấu chưa chín một miếng thịt gà nhiễm khuẩn Salmonella và không làm sạch nồi, thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào thực phẩm được chế biến. Sau đó, vi khuẩn Salmonella có khả năng lây nhiễm trong tối đa 32 giờ trên bề mặt khô. Một biên tập viên người Mỹ chuyên viết về an toàn thực phẩm, Candace Chona Mendola, cảnh báo rằng việc nấu ăn trong nồi chiên không dầu bẩn sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ thực phẩm nhiễm độc. Chuyên gia an toàn thực phẩm người Mỹ Janilyn Hutchins cũng cảnh báo nếu bạn không thường xuyên vệ sinh nồi thì các vụn thức ăn cũ và vi khuẩn sẽ tích tụ và làm nhiễm bẩn thực phẩm được cho vào nồi sau đó. Hãy cố gắng vệ sinh nồi sau mỗi lần nấu nướng. Việc này có vẻ cồng kềnh nhưng thực tế khá dễ dàng. Biên tập viên Candace nói, để việc rửa nồi đơn giản thì cô gợi ý sử dụng nước nóng với một ít nước rửa chén. Ngâm nồi trong thời gian cần thiết sẽ giúp cho bạn không tốn công cọ rửa. Chỉ cần dành ra 3 phút là bạn có thể giữ cho nồi chiên luôn sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe của bạn. Khu bếp cũng sẽ không có mùi, Candace bổ sung. Điều quan trọng khi vệ sinh nồi chiên không dầu là tránh các dụng cụ có thể làm hỏng bề mặt chống dính. Ngoài sai lầm không vệ sinh nồi chiên không dầu giữa các lần sử dụng, khi sử dụng thiết bị này bạn cũng cần tránh mắc những sai lầm dưới đây. Không làm nóng nồi trước khi chế biến thực phẩm. Các loại nồi chiên không dầu được bán trên thị trường đều có hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Theo đó, người dùng cần làm nóng nồi trong khoảng từ 3 đến 5 phút trước khi điều chỉnh đến nhiệt độ mong muốn và đặt thức ăn vào nồi để giúp nhiệt độ chế biến được chuẩn hơn và thức ăn ngon hơn. Cho quá nhiều thực phẩm vào nồi. Về cơ bản thì nồi chiên không dầu hoạt động giống như một cái lò nướng với không khí nóng có thể di chuyển xung quanh lòng nồi. Việc cho quá nhiều thực phẩm vào nồi có thể khiến các mặt của món ăn không chạm đủ không khí nóng và món ăn sẽ kém giòn, màu sắc cũng sẽ không hấp dẫn. Không làm khô thực phẩm trước khi cho vào nồi chiên không dầu. Khi cho thực phẩm vẫn còn ướt vào nồi chiên không dầu, món ăn sẽ bị ướt, không giòn sau khi chiên. Cách làm khô rất đơn giản, chỉ cần lấy khăn ăn hoặc giấy thấm nước trên thực phẩm cho khô trước khi cho vào nồi chiên. Cũng không nên dùng nồi chiên để chế biến những món ăn được bao bột ở xung quanh. Những món này nên chế biến bằng phương pháp chiên ngập dầu, sẽ giúp cho món ăn thơm ngon và hấp dẫn hơn. Phủ giấy bạc lên trên mép giỏ. Khi chế biến thực phẩm bằng nồi chiên không dầu, nhiều người thường sử dụng giấy bạc đặt trong lòng nồi, vừa giúp cho đồ ăn chín nhanh, vừa hạn chế lượng dầu trong thức ăn. Tuy nhiên khi sử dụng giấy bạc thì không nên phủ giấy bạc lên đến mép giỏ, vì làm như vậy sẽ ngăn không khí lưu thông tự do, dẫn đến thức ăn chín không đều. Tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng lượng giấy bạc vừa đủ trong lòng nồi. Bọc quá chặt giấy bạc vào thực phẩm. Sử dụng giấy bạc bọc thực phẩm giúp tạo ra hương vị tốt hơn, nhưng không nên bọc quá chặt vì sẽ cách ly thực phẩm với không khí nóng ở trong nồi, khiến món ăn không giòn, cũng như thời gian chiên kéo dài và thực phẩm chín không đều. Không kiểm tra thức ăn trong quá trình chế biến. Hầu hết các loại nồi chiên không dầu hiện nay được thiết kế kín, do đó không thể nhìn thấy thức ăn trong quá trình chiên. Vì vậy, nhiều chị em nội trợ thường không kiểm tra thức ăn trong quá trình chế biến, dẫn đến thực phẩm dễ bị cháy. Để tránh tình trạng này, khi nấu được 1/2 lượng thời gian thì hãy kiểm tra. Có thể sóc đồ ăn một chút hoặc là lật mặt để món ăn được chín đều thì sẽ ngon hơn.
Chế biến thực phẩm có vị chua và dầu axit. Khi sử dụng nồi chiên không dầu thì không nên chọn những loại thực phẩm dầu axit như là chanh, giấm, trái cây có vị chua, vì trong giấy bạc có thành phần kim loại là nhôm. Khi axit trong món ăn phản ứng với chất nhôm ở trong giấy bạc làm ăn mòn giấy bạc, một lượng nhỏ nhôm có thể ngấm vào thức ăn gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Phi hành gia ISS đã nhập viện sau khi về trái đất. Tàu Dragon Endeavour của SpaceX chở phi hành đoàn Crew 8 hạ cánh xuống vịnh Mexico vào hôm 25 tháng 10. Sau đó có một phi hành gia phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Các phi hành gia trong nhiệm vụ Crew 8 của SpaceX gồm có Matthew Dominic, Michael Barat và Jeanette Epps, cùng với nhà du hành của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Alexander Grybenkin, đáp xuống vịnh Mexico ở ngoài khơi Pensacola, Florida vào 3 giờ 29 phút ngày 25 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau hơn 2 tuần chờ điều kiện thích hợp trên trạm vũ trụ quốc tế ISS theo SpaceX, sau khi tàu hạ cánh ở vịnh Mexico, các tàu thuyền của SpaceX bao gồm tàu thu hồi Megan nhanh chóng tới chỗ tàu Dragon Endeavour để đưa khoang tàu và phi hành gia lên khỏi mặt nước. Chiều ngày 25 tháng 10, các phi hành gia được kiểm tra sức khỏe ở Ascension Sacred Heart, Pensacola, bệnh viện gần bãi đáp trên vịnh Mexico. Một trong các phi hành gia đã phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, trong khi những người còn lại thì bay về trung tâm vũ trụ Johnson của NASA ở Houston. NASA không cung cấp thông tin cho biết về thành viên phi hành đoàn ở lại cơ sở y tế để bảo vệ tính riêng tư của cá nhân. Dominic Barat Epps và Grybenkin phóng lên trạm ISS vào hôm 3 tháng 3 và đã tham gia đội thám hiểm số 70, 71 và 72 trên trạm. Ban đầu lên lịch trở về trái đất vào ngày 8 tháng 10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khoa học kéo dài 7 tháng ở trên trạm ISS, Dominic Barat Epps và Grybenkin sẵn sàng rời khỏi trạm ISS gần như hàng ngày trong lúc các chuyên viên điều khiển bay của NASA và SpaceX tiếp tục theo dõi hệ thống thời tiết trên biển Caribe và vịnh Mexico nhằm tránh điều kiện bất lợi trên biển gần bãi đáp của tàu Dragon Endeavour. Trong thời gian ở lại, họ đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm khoa học và hai lần tìm cách thực hiện hai chuyến đi bộ không gian, nhưng gặp vấn đề về thiết bị khiến cho nỗ lực của họ thất bại. Crew 8 cũng chứng kiến sự ghé thăm của 8 phương tiện khác nhau, bao gồm có tàu Starline của Boeing trong nhiệm vụ Crew Flight Test, tắt là CFT, với phi hành gia NASA Butch Wilmore và Sunny Williams, thời gian Dominic Barat Epps và Grybenkin ở trên trạm ISS kéo dài thêm 1 tháng sau khi NASA quyết định Wilmore và Williams sẽ ở lại ISS và tàu Starline bay về trái đất mà không chở phi hành gia. Crew 8 đã đánh dấu chuyến bay thứ 5 của tàu Dragon Endeavour sau các nhiệm vụ Demo 2, Crew 2, ESOM 1 và Crew 6. Với nhiệm vụ Crew 8, tàu Dragon Endeavour đã di chuyển 160 triệu cây số và hoàn thành 3.776 vòng quay trái đất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.